Ngày xưa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua và hoàng hậu nhiều năm qua mong muốn có một bụng con, và cuối cùng mong ước của họ cũng được toại nguyện. Nhà vua rất hạnh phúc, ông mở tiệc lớn để ăn mừng. Công chúa đáng yêu quá. Đúng vậy, công chúa dễ thương quá. Đúng thế. Chúc mừng đức vua và hoàng hậu. Ta có một điều bất ngờ dành tặng công chúa. Ta-da! Chúc mừng hoàng hậu. Ta cảm ơn. Đến lượt bọn ta. Wow! Chúc mừng đức vua. Cảm ơn tiền đỏ. Chúc mừng đức vua. Cảm ơn tiền xanh. Chúng ta cùng nâng ly nào. Chúc mừng. Ly của ta đâu? Đâu rồi nhỉ? Hay bị rơi xuống dưới này rồi? Đâu nhỉ? Gì kia? Thôi chết ta rồi. Tình đỏ này, cùng ly nào tiên xanh. Từ xưa khi vua sinh con, tiền sẽ dành tặng nhiều lời chúc. Tiền đỏ ta xin chúc công chúa lớn lên nhất định sẽ trở thành người xinh đẹp nhất vương quốc này. Cảm ơn tiền đỏ. Tức thật. Ôi. Ta chúc công chúa sẽ được toàn quốc yêu thương và xinh xắn đáng yêu. Nhưng trước sinh nhật lần thứ 16, công chúa sẽ bị cây kim đâm vào tay và chìm sâu vào giấc ngủ say. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây? Ôi, công chúa đáng thương của ta. Tiền đỏ, tiền xanh, ta phải làm sao bây giờ? À, ta có ý này. Khi công chúa ngủ say, chỉ cần một nụ hôn của tình yêu đích thực thì công chúa sẽ tỉnh lại. Đức vua, nàng đừng lo. 16 năm sau, công chúa lớn lên ngày càng xinh đẹp. La la la. Nhìn công chúa xinh tươi quá. À, con ở đây. Tiên đỏ, tiên xanh, cho con ra ngoài chơi một xíu nha. Đi đi con. Yeah, tạm biệt hai tiên. La 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 la. Đi đâu tìm vợ bây giờ nhỉ? La 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 la. Ôi. Wow. Nàng có sao không? Ta không sao. Chàng có sao không? Ta không sao, ta chỉ lo cho nàng thôi. Alo. Về thôi công chúa. Dạ dạ, con về luôn đây ạ. Tạm biệt chàng. Nàng ơi. Ừ, thôi vậy. Con chào hai tiên. Con đã gặp được định mệnh của đời mình, chính là chàng. Chúng con đã gặp nhau. Không thể được. Con và người đó không thể ở bên nhau được. Không thể được. Không thể tin được. 16 năm qua vẫn không tìm thấy nơi ở của con bé. Ngươi lại đây. Làm theo lời ta. Tuân lệnh. Ta không tin ngươi có thể trốn thoát được. Biết tìm ở đâu bây giờ? Ý, hình như có ai ở kia. Ta đến xem thử. Này cô gái, có chuyện gì thế? Ta không thể đến được với người ta yêu. Không sao, hãy nhìn này. Ta-da. Wow, để ta mở nắp ra. Cũng uống đi, uống đi. Ta phải uống cho say. Người cũng uống đi. Được rồi, ta đang uống. Ta phải về rồi. Để ta đưa người về. Đến nhà rồi. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Thưa ngài, tôi đã tìm được nơi ở của công chúa. Tốt lắm. Ngài đi ạ.
mấy cô gái xinh đẹp, mua giúp bà già này một ít kim chỉ đi. Ta không mua đâu, bà đi đi. Cô gái làm ơn, mua giúp lão đi mà, làm ơn. Thôi được rồi, để ta mua giúp bà. Cảm ơn cô gái tốt bụng, nó sẽ giúp người ngủ say. Cái gì thế này, ta cũng đâu có biết may vá, vứt đây đã. Tức thật ta vẫn còn thứ này. Để xem lần này ngươi có thoát được không. Cô gái ơi, lại gì nữa đây? Trời ơi, bà lại quay lại nữa à? Lúc nãy ta quên không đưa cho cô hàng khuyến mãi. Wow, chiếc váy này thật là đẹp. Mình phải thử ngay. Wow, đẹp quá. Có gì vướng ở sau gáy thế nhỉ? À, một cây kim ư? Chúng ta có quá đáng với con bé không? Có chuyện gì thế? Vào trong thôi. Công chúa. Công chúa, công chúa, công chúa. Công chúa, tỉnh lại đi công chúa. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trời ơi, nhìn này, chắc tiên đen đã đến đây. Công chúa bị dính lời nguyền rồi. Chúng ta phải làm gì đó để cứu công chúa. Đi thôi. Người qua bên kia, ta đi bên này. Nhanh lên thôi. Hai người này tìm gì thế nhỉ? Ta biết tìm nàng ấy ở đâu bây giờ. Gì thế nhỉ? Tìm kiếm nụ hôn đầu đời. Là nàng ấy. Chờ đã, hai người đứng lại. Ta muốn gặp nàng ấy. Ngài là... Ta muốn thử. Chúng ta đi thôi. Công chúa. Công chúa, tỉnh dậy đi công chúa. Công chúa, đưa cho ta. Ngài cần cắt móng tay ư? Để ta cắt cho ngài. Trời ơi, không phải. Không phải thứ ta cần. Đưa đây. Để ta cù xem nàng có tỉnh dậy không. Tỉnh chưa? Vẫn chưa tỉnh. Đưa đây. Của ngài đây. Mệt quá. Ta hết cách rồi. À, có cách rồi. À, công chúa tỉnh rồi. Hoàng tử. Hoàng tử, chính chàng đã cứu ta. Ta cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng. Các người được lắm. Hãy đợi đấy. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ là truyện cổ tích xoay quanh hành trình cô bé đến thăm bà ngoại và gặp con sói gian xảo. Bài học dành cho các bạn là biết vâng lời bố mẹ, đặc biệt không nên tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn. Cùng đón xem Cô bé Hoàng Khăn Đỏ, truyện Thu Hiền TV kể nhé. Ta là chúa tể khu rừng này, biệt danh Sói Ca. Mấy hôm nay không có con dơi nào đi qua đây, làm cho ta không có gì bỏ bụng. Cánh đồng đẹp quá, làm kiểu selfie nào. Càng ngắm càng thấy mình xinh thế không biết. Ôi dịch dạ chán quá, kiếm gì ăn bây giờ? Lướt Facebook xem sao. Gì thế này? Khăn đỏ Linh Trang đây mà. Sao nhìn chỗ này quen thế? Có món buffet khăn đỏ rồi đây. Khẩu trang đây rồi, đeo vào ngay thôi.
lại. Mình đeo khẩu trang rồi mà. À, bác định làm gì vậy? Ôi trời. Không, không. 36 độ, tốt lắm. Thân nhiệt bình thường, khai báo y tế nào. Dạ, Nguyễn Thị Linh Trang, bí danh khăn đỏ. Địa chỉ: vùng ngoại ô, có căn nhà tranh. Cháu đi ship hàng cẩn thận đấy, trong rừng có nhiều thú dữ lắm. Vâng ạ. Cạc visit của bác đây, có gì gọi cho bác. Cháu cảm ơn bác, tạm biệt bác. Chào cháu. Tiền mua thức ăn còn không có, lấy đâu ra tiền mua khẩu trang. Có tiếng gì vậy? Thông chỗ. Stop, stop, dừng lại. Con sói kia. Đồ ngu ngốc, bye bye, ta đi đây. Tức thật. Ta phải bắt con sói láo tuét này. Đứng lại. Ôi, ngươi là... Ta là chó sói. Chó hả? Chó sói chứ không phải là chó. Tưởng gì, trò ném gậy ta bắt cái một. Bắt được rồi, chạy về chỗ thôi. Chó ngoan. Chó ngoan cưới chị. Cái gì, chó à? Ngươi dám đùa giỡn chúa tể rừng xanh, ta sẽ ăn thịt ngươi. À, đau quá. Ngươi dám tát ta ư? Đi vào đây. À, chị nhẹ tay. Khăn đỏ ơi, tại em bị đói. Ui da, đau quá. Chị khăn đỏ cho em bánh mì à? Ăn đi. Ăn cái gì mà ăn, biết bánh mì của ai không? Khăn đỏ đâu? Có con đây. Con làm gì để mẹ gọi mãi? Con bằng selfie. Nói mãi không chưa? Đau. Con ship vỏ bánh này sang nhà mẹ của mẹ. Mẹ của mẹ là ai? À, là bà ngoại của con chứ ai. Đến nhà bà nhớ đi đường thẳng, đừng đi đường vòng. Con biết rồi. Linh Trang, và phải nhớ là không được la gà. Hay vậy, sao con biết? Con nghe mãi nên thuộc bài, con đi đây. Nhớ không được ăn vụn bánh nhé. Chị Linh Trang, không được ăn bánh thì em ăn gì? Cái này là của bà ngoại, sói không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cái này này. Alo. Bà ngoại à, ta sẽ ăn thịt hai bà cháu. Con đến nhà bà ngay đây. Chị Trang ơi, nhà bà ngoại chị ở đâu? Nhà bà chị ở cuối rừng. Thôi, chị đi đây. Ta sẽ đi đường tắt, ăn bà ngoại ngươi trước rồi đến lượt ngươi. Bà ngoại đâu nhỉ? Bà đây rồi. Ai gọi đây? Con sói đây. Con là khăn đỏ. Khăn đỏ đấy à? Sao hôm nay giọng con khàn thế? Con bị viêm amidan bà. Bà mở cửa cho khăn đỏ đi. Khăn đỏ đem bánh mì cho bà này. Con đợi tí, bà ra ngay. Bà đây. Cháu ngoan của bà đây. À, sói. Ôi. Cứu tôi với. Ai đây? Con khăn đỏ đây. Con cứ vào tự nhiên. Bà ơi, sao hôm nay giọng bà lạ thế? À, bà bị viêm họng nên giọng bà khác đấy. Ừ nhỉ, bà ốm nên mẹ bảo mình ship bánh sang cho bà. Trang mang bánh mì sang cho bà ăn đi. Bà ơi, sao bà không nói gì vậy? À, tay bà to, để bà nắm lấy tay cháu được chặt hơn. Ừ nhỉ, hợp lý. Bánh mì bà vẫn thích ăn đây. Ôi, bà ơi, sao mắt bà to vậy? Mắt bà to để nhìn cháu được rõ hơn. Bà ăn bánh mì đi. Bà ơi, sao miệng bà to thế? Miệng bà to để ăn thịt cháu được dễ hơn. Sói kia, sao ngươi lại ở đây? Bà ngoại ta đây.
của ngươi ở trong bụng sói ta đây này. Con sói khốn kiếp! Ta ăn thịt bà ngươi có sức khỏe rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi định làm gì ta? Ngươi sẽ là bữa tối của ta. Cấp! Chờ ta một lát, ta có điện thoại. Nó cũng không chạy đi đâu được. Làm gì thì làm đi, ngươi có 3 phút. Alo. Ái chà chà, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn bình thản thế nhờ. Yêu ơi, sợ quá cơ. Hết giờ, chịu chết đi. Ngươi vào đây, lại đây đi. Đứng lại. Chào bác thợ săn. Cái gì vậy? Người nhớ ta chứ? Em chào bác. Bác thợ săn, thằng sói ăn thịt bà cháu rồi. Yên tâm, bác đã có cách. Bác định làm gì em? Mổ bụng mày ra cứu người chứ làm gì? Ấy, không sát trùng mà, uống ván chết. Có lý. Bác cho em xin ước nguyện cuối cùng, tìm một mũi giảm đau. Đằng nào chả chết. Bà ngoại, cháu xin lỗi bà vì đã la cà trong rừng nên mới gặp sói. Cháu hứa sẽ không ham chơi nữa. Tốt rồi. Cháu cảm ơn bác. Hai bà cháu bảo trọng, tôi xin phép. Đi mau. Trên đời này có một thứ không thể miễn cưỡng, đó là tình yêu. Chỉ là nói như vậy, nhưng có mấy ai có thể chân chính làm được. Các bạn cùng đón xem chuyện tình giữa người đẹp và quái vật, chuyện Thu Hiền TV kể nhé. Từ bé đến lớn, thần chưa thấy ai đẹp trai như hoàng tử. Ta đẹp như thế nào? Hoàng tử có đôi mắt long lanh to tròn, cái mõm hơi tròn, răng nhọn hoắt trắng bóng. Long lanh, hơi tròn, có gì đó sai sai. Thằng ngu, vẻ đẹp của ta mà ngươi dám ví như con chó. Cho ngươi đi học đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Thần bái kiến hoàng tử. Bà là ai mà dám tự tiện xông vào đây? Thần thấy cổng mở nên thần tự đi vào. Ngươi cảnh giác kiểu gì mà để mụ điên này tự tiện xông vào đây? Thấy ngươi đến đây có việc gì? Dạ thần đói nên mò vào đây xem có gì ăn không. Được rồi, đây cho ngươi cái bánh mì, ăn xong thì đi về đi. Trông ngon quá. Để cảm ơn hoàng tử, thần tặng ngài một món quà. Cảm ơn ngươi, bông hoa đẹp đấy. Thôi, ngươi đi về đi. Vậy thần xin phép. Nghe nói em gái ngươi rất thích hoa hồng đúng không? Cho ngươi đem về tặng em gái đấy. Vâng ạ, thần cảm ơn hoàng tử. Vàng thì không thấy thưởng, lại thưởng cho bông hoa. Hoàng tử đúng là tốt bụng. Ơ, cái gì đây? Đây chẳng phải là bông hoa ta tặng hoàng tử sao? Ngươi dám không trân trọng nó à? Vậy các ngươi hãy đón nhận lời nguyền của ta. Sao ta cứ thấy trong người khó chịu thế nhỉ? Ôi ôi ôi! À, hoàng tử cứu thần! Linh, sao ngươi lại biến thành cái ấm vậy? Hoàng tử, thần cũng không rõ. À, sao tự dưng ngứa thế này? À, ui da, ngứa quá! Chuyện gì thế này? Sao mặt ta lại toàn lông? Khó chịu quá. Bố nhất định phải vào à? Nghe nói lâu đài này có ma đấy. Ôi trời ơi, bố biết thế. Nhưng hôm nay là lịch canh lâu đài của bố. Ui, tự dưng lạnh thế. Thôi, con về đây ạ. Ơ, Hiền, đúng là con với chả cái. Nó biết thừa là mình sợ ma mà nó vẫn về. Ôi, đến ông trời cũng phải ganh tị với nhan sắc của ta. Người thấy ta nói có đúng không? Hoàng tử số 2 thì không ai là số 1 ạ. Đúng thế, ta có biến thành quái vật thì ta vẫn đẹp trai nhất. Giật cả mình. Hình như không có gì đáng sợ cả. Vậy thì tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Cái ghế để thoải mái đấy. Tên béo này là ai? Sao lại chiếm mất cái ghế của ta? À, quái vật! Không có ai. Chẳng lẽ mình nằm mơ?
trời ơi, hoa gì lạ thế. Úi, wow, hoa quý hiếm, mình phải ngắt đem về bán lấy tiền mới được. Ai cho người ngắt hoa của ta? Hả? Này, ta đã làm gì ngươi đâu? Đúng là nhan sắc này không tầm thường. Oh my god, tự dưng lại phải vác tên béo này. Sao giờ này bố vẫn chưa ra? Mình vào tòa lâu đài này không biết đúng hay sai nhỉ? Thôi được, mình quyết định rồi, mình sẽ đi về. Nhưng lương tâm người con không cho phép, mình phải đi tìm bố. Bố, bố, sao lại như thế này? Sao bố lại tự trói mình ở đây? Con thấy có ai tự trói mình bao giờ chưa? Cởi trói cho bố nhanh lên, ở đây nguy hiểm lắm. Đi thôi con. Dừng lại, ai cho các người đi? Bố ơi, cái quái gì vậy? Chưa có lệnh của ta thì không ai được đi. Ngươi là ai? Sao lại gặp chúng ta? Ta chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, Mr. Sói Ca. Con quái vật này đang nói gì vậy bố? Bố không biết đâu. Đùa các người đấy à? Ta chỉ cho phép một người ở lại, một người đi về. Một người á? Anh sói, ta chưa thấy ai đẹp trai như anh sói bao giờ. Biết điều đấy. Nhìn tôi béo thế này thôi, nhưng mà thịt mỡ ăn ngán lắm. Anh xem con gái tôi kìa. Con gái tôi trông trắng trẻo, ăn ngon hơn tôi nhiều. Được rồi, ta cho ngươi đi về. Bố nói cái gì đấy? Mày ngu lắm, mày xinh đẹp thế này nó không đỡ ăn thịt mày đâu. Ở đây câu giờ, chờ bố kêu người đến giúp. Tôi đi về nhé, bye bye. Cô để cô chạy mất thì sao? Cũng đúng. Anh có muốn ăn bim bim không? Từ nãy tới giờ ta chỉ đợi câu này thôi đó. Nè, ăn đi. Bim bim của tôi mà. Anh đứng lại. Thế vụ mày tán con Hiền thế nào rồi? Cả nhà nó không thích tao mày ạ. Mày ăn ở kiểu gì vậy? Mẹ nó trẻ quá, tao lại tưởng là em gái, tao cưng anh. Thế là cả nhà nó vác xuống đuổi tao. Mày vẫn sát gái nhỉ? Mà ở kia có vụ gì đấy? Kia không phải là bố vợ hụt của mày à? Đúng rồi, tao đã có cách cho mày cưới được con gái lão rồi. Chào ông, này lão. Lại là mày à? Ông đứng đây làm gì? Con gái tao bị nhốt trong lâu đài rồi, mà mày hỏi làm gì? Được rồi, tôi sẽ cứu con gái ông. Thợ săn trái phép như chúng mày mà cũng tử tế á? Cũng thông minh đấy. Tôi sẽ cứu con gái ông với điều kiện ông phải gả con gái cho tôi. Không, tao sẽ không bao giờ gả con gái tao cho mày. Không nhờ ngươi thì ta đi tìm người khác giúp. Kệ ông ta, anh em mình tự xử. Thế xử lý ông ta thế nào? Cứ để ông ta ở đây cho thú rừng ăn thịt đi. Đi thôi. Sói ơi, đi đâu rồi nhỉ? Sao lại có bông hoa ở đây vậy? Các ngươi là ai? Cái gì? Nàng không nhận ra ta. Mày ơi, Hiền quên tao mất rồi. Rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì? Quên mất, ta đến cứu nàng mà. Không, ta không đi đâu. Ta có sao đâu mà cứu. Ta thích ở đây mà. Tôi phép các ngươi cầm tay cô ấy. Hả? À, lại còn mang súng mà. Thằng kia. Hiền, nàng có sao không? Ta không sao. Không sao thì tốt. Sói, anh sao rồi? Anh tỉnh lại đi. Chả nhẽ em thích một tên quái vật thế này sao? Đúng, ta thích chàng ấy. Thế thì tao sẽ cho chúng mày cùng chết. Không được. Sói ca, ta có điều muốn nói. Ta yêu nàng. Không, anh không được chết.
gì vậy? Ta vẫn còn sống sao? Ngươi là ai? Anh sói của ta đâu? Ta chính là anh sói của nàng đây. Thật ra ta chính là hoàng tử của cung điện này. Đây mới chính là gương mặt thật của ta. Hiền, em là vợ anh nhé. Vâng. Cậu định làm gì con gái tôi? Muốn lấy nó thì phải đợi tôi đồng ý chứ. Bố, chúng ta đi thôi. Con gái thế đấy. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn đây là Kino nha. Các bạn ơi, hiện tại thì kênh Thu Hiền TV đang phát triển cái nội dung mới, đó là phim cổ tích. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ